Rồi hello bạn, chào mừng bạn đã đến với YouTube channel của Thanh Nguyên Con. Thì hôm nay mình có một buổi gặp trực tiếp với một bạn trong cộng đồng phát triển chiều cao. Đó. Thì em tên Bảo nha, đúng không? Dạ. 2K mấy? Em 2K8. Ừ, 2K8 là em có chia sẻ với anh là em tập lên được 10 cm. Dạ. Hiện tại là em dạy thi chưa? Đang dạy thi hả? Dạ, em đang trong mối trường dạy thi. Thì 10 cm đó thì từ mét như là mét bao nhiêu em? Dạ, từ mét 1m42 lên 1m52. 10 cm đó. Ừ. Thì để 10 cm đó thì em để tập những gì mà em lên được như vậy? Dạ, là em tập những bài tập YouTube chủ yếu là của anh. Thì xong em tập thêm bơi lội, bóng rổ và đi bộ mỗi sáng. Em được 10 cm đó. Thì không biết là mục tiêu hiện tại của em là em sau này tương lai muốn 1m bao nhiêu? Dạ, em muốn tầm 1m65 trở lên. Thì không biết là ba mẹ mình có ủng hộ mình tập luyện như thế này em nha? Dạ có. Có. Thì không biết là em mới 2K8 mà động lực nào khiến cho em bắt đầu sớm đến như vậy? Dạ. Ý thức được như vậy? Dạ, em đã thuộc lớp lùn ở trong lớp nên em muốn ca bằng các bạn. Thôi. Thì đó. Thì em muốn chúc các bạn trong nhóm tăng chiều cao điều gì ạ? Chúc các bạn sẽ cố gắng luyện tập và đạt được chiều cao mình mong muốn. Và hiện tại là 1m52 nha. Dạ. Rồi, thì lên được 10 cm. Thì mình sẽ chụp một tấm ảnh chiều cao bây giờ và sau này nếu mà bạn Bảo có kết quả rõ rệt thì mình sẽ tới mình cập nhật thêm lần nữa ha. Dạ. Rồi. Thì nói chung là đây là video kiểu mình đã giấu ngắn vậy thôi. Chia sẻ ngắn thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Thấy hay thì bấm like và share ủng hộ cho tụi mình nhé. Tạm biệt bạn. Rồi, em muốn chia sẻ gì nữa? Dạ. Mình ngắn gọn vậy thôi, đánh dấu chưa cao vậy thôi ha. Rồi.